Ra liền, ra liền. Mở cửa. Ra liền. Nhanh lên. Trời đất ơi, chị giúp việc đâu mà nãy giờ em gõ cửa hoài không ai mở hết vậy? Chị đang trong nhà. Còn anh nữa, sao sáng nay nó đi làm sớm mà giờ còn ở đây vậy? Anh ăn cơm xong rồi anh đi nè. Anh làm chi đâu rồi? Anh đang trên phòng á. Mở cửa. Dạ ơi. Mẹ lên. Trời đất ơi, sao mà té vậy? Ủa, làm gì kìa, kêu rác không à? Ba đi tập thể dục về hả? Thấy bận bộ đồ là thấy rồi. Ba, bữa nay con nghe nói là ba lên trường con hả? Ừ, lên gặp hiệu trưởng ở bàn ba cái vụ hợp đồng thực phẩm. Nữa. Ba lên liền nè. Đau không? Dạ đau. Hậu đậu. Dạ đau lắm. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, anh có khai hay không? Anh nói là anh không biết gì hết tiệp à. Anh nói không biết thiệt mà. Anh tưởng em là đồ ngốc hả? Bây giờ anh có khai hay không? Khai không? Ngày hôm qua ba không hề đi thăm bệnh, đúng hay không? Trời ơi, hỏi chưa trả lời nữa là nghỉ rồi à. Trời ơi, rạc quá. Sao rồi, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Nhẹ nhẹ ba. Nó làm cái gì con? Hả? Kể cho ba nghe. Cô ấy tra tấn cánh tả của con. Trời ơi, ông gì mà chịu đựng dữ vậy? Ba chịu đựng nổi không? Quan trọng ở đây á là không cho nó biết, hiểu không? Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ không nói thiệt không được đâu ba ơi. Bây giờ mình còn cách nào biện minh khác không ba? Biện minh cái con khỉ, bây giờ nói khác con này nó nghi ngờ liền. Ở đây là gì? Giữ bí mật, bây giờ con phải chịu trách nhiệm cái lời của con nói. Không cho nó biết, hiểu chưa? Dạ, nếu như vậy cô ấy sẽ không dừng lại ở cánh tả đâu, mà còn sẽ chuyển qua cánh hữu. Chịu đựng, chịu đựng. Dạ, con biết rồi, con sẽ chịu đựng vì ba mà. Ba sao vậy? Nó về hả? Dạ đâu có. Mày làm hết hồn mày. Con đi dưỡng thương mà. Ai đâu à trời. Bây giờ anh có khai không? Anh với bà đang làm cái gì hả? À, anh không có à. Ở ngoài đó đừng có la nữa. Trong này quan tâm lắm. Hai ba lên. Năng lượng mặt trời có lên. Cứu con mẹ ơi. Sao rồi? Con lại ra không được nữa hả? Không ra, không ra. Đợi mày một chút, mày vô liền. Đứng yên ở đây đợi em nghe chưa? Mày vô liền. Không, không này. Nè, con có nói gì cho nó biết không? Dạ, hả? Dạ không. Bà ơi, với tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con mà con chết bà. Không được nói nghe chưa? Với tính cách ngu ngốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đau cái gì? Thì gồng lên, dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn nghe chưa? Trời ơi! Anh đâu rồi? Anh lại đây cho tôi. Chết con bà. Bà. Bà cứu con. Bà ơi, cứu con. Đi ra. Anh ngỡ. Bà cứu con đi mà. Trời ơi. Mày lên phòng của mày đi. Không được đâu. Đi. Vô trong kia cũng được. Vô trong kia đi. Bà không. Lúc. Anh chết chẳng cho tôi nghe chưa? Anh đâu rồi? Hả? Thằng thiệt tình ngu ngốc.
à? Không biết thiệt á. Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ủa dạ. Chết anh với tôi nghe chưa? Ai da. Anh không biết thiệt mà. Ai da. Ai da. Cái gì mà la dữ vậy? Gãy tay anh rồi. Trời ơi. Sĩ ơi, em để em bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi. Anh để em bị gãy tay rồi kìa. Trời ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Con ráng. Oh, sorry, sorry. Ráng chịu kiên cường. Phải kiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng luôn. Dạ, con chào cả nhà. Chào con. Chào con. Chào bạn. Chào bạn. Anh Mía ơi. Dạ. Lấy giùm chú miếng cơm nữa con. Dạ. Không có lấy nữa. Nè, hồi nãy giờ em thấy cái tô cơm này là có một mình anh ăn thôi đó nha. Anh ăn đủ rồi đó. Nhưng mà anh chưa có no mà. Không có được ăn nữa. Anh có biết là lúc này bụng anh bự lắm rồi không? Bụng anh là có nguy cơ bự bằng bụng ba rồi đó. Cái con này. Bụng anh còn thon lắm mà. Nhưng mà em không có thích đàn ông bụng bia. Chú ơi, vậy mình có lấy cơm nữa không chú? Không lấy. Không lấy. Chú cũng no rồi. Mỗi sáng sớm biết ai gọi nữa. Vô trong phòng lấy ba cái điện thoại. Dạ. Dạ dạ cái gì? Tao nói vô lấy cho tôi cái điện thoại lẹ lên. Sao ba kêu con? Tao kêu con tao chứ tao đâu có kêu con mày. Lẹ lên. Ờ mà khoan khoan khoan. Để ba. Dạ. Nè. Ngồi xuống làm gì vậy? Ăn cơm. Anh ăn hết chén cơm rồi mà. Lên đi làm đi. Ờ, anh quên. Anh đi nha. À, đang chào chú. À, dạ, chú ơi. Cho con lấy cái điện thoại được không chú? Ờ, điện thoại con nè. Dạ, cảm ơn chú. Chú con đi. Ừ. À, chú ơi. Có chuyện gì con? Cố lên nha chú. Cố lên là sao? Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Con thấy vậy thiệt hả? Với tư cách của một người đàn ông trưởng thành, con nghĩ là chú nên bản lĩnh, mạnh mẽ, tự tin và vượt lên chính mình nha chú. Mạnh mẽ lên nha chú. Chú mạnh rồi con. Ba ơi, ba, ba cho con qua nhà Thảo chơi nha. Sắp tới giờ ăn cơm tối rồi, còn đi đâu nữa con? Qua chơi chút xíu, chỉ xíu thôi. Về liền. Rồi vậy đi chơi đi, tranh thủ về ăn cơm hay chưa? Dạ, ok ba. Ơ, nè, con tính đi đâu vậy? Con tính đi qua nhà Thảo chơi. Làm bài chưa? Đi chơi xong chút về ăn làm. Ở yên đó, không có đi đâu hết trơn á. Ở nhà làm bài tập cho mẹ. Hồi nãy con xin ba, ba cũng đồng ý rồi mà. Không được. Em, anh cho phép nó đi rồi. Em đã nói là không được. Ở yên đó, đi lên lầu làm bài tập cho mẹ. Không chịu đâu ba ơi, ba cứu con. Nè. Thôi mà, hồi nãy anh đã cho phép nó đi rồi. Bây giờ em để nó đi chơi chút, về nó ăn cơm thôi. Anh bày đặt có chính kiến nữa hả? Ở trong nhà này ai mới là mẹ của nó? Đi lên lầu. Trước giờ cơm tối mà con không làm bài tập xong á là con biết tay mẹ nghe chưa? Học 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 hoài. Đi lên. Anh đã nói là anh lỡ cho phép con nó đi rồi. Tự nhiên giờ em nói ngược lại. Lỡ con nó nghĩ gì? Ai cho mày ngồi đây? Mày nằm ra để tao khỏi có chỗ tao ngồi luôn. Dạ, ở đây ra. Ở đây rộng nhiều chỗ mà ba. Cái chỗ này là chỗ của vua ngồi. Dạ. Trời ơi, cái câu này con nít tao còn nói được.
thả con tép. Giờ tao đố mày nha, thả con tép mất cái gì? Thả con tép thì mất con tép chứ mất cái gì ba? Trời ơi, tôi biết mà. Tôi hợp phòng tôi lo sợ. Vậy mà mày cũng làm được phó giám đốc nữa. Ba à, ảnh có bao giờ chịu đọc sách đâu mà biết. Anh đó, rảnh đó thì chịu học khôn chút đi. Người ta thả con tép là bắt con tôm, có vậy mà cũng không biết nữa. Tới con tôm nó còn biết cái chuyện này. Trời ơi, mày suy nghĩ thì năng lực đâu mày làm phó giám đốc công ty. Coi lại mình đi. Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Mạnh mẽ lên nha chú. Con chịu hết nổi rồi. Thả con tép chắc gì bắt được con tôm, lỡ nó chạy mất luôn thì sao? Lúc nào mà cũng coi thường có hết vậy? Còn cô nữa, thấy tôi không nói gì hết, lúc nào cũng lên đầu cổ tôi ngồi. Vừa phải thôi chứ, tôi là chồng của cô mà. Còn ba, lúc nào mà cũng chê bai con, ba khi dễ con. Vậy ba tưởng chắc là con hài lòng những chuyện ba làm lắm hả? Ngay cái chuyện đơn giản thôi, cả nhà ăn cơm mà ba cũng không tôn trọng con nữa. Ba thả bơm vô tội vạ, ba thả mỗi lúc mọi nơi. Ba có biết phép lịch sự là cái gì không? Mày nói ai biết giữ phép lịch sự? Con cũng là con rể, cũng là một thành viên trong gia đình này. Bây giờ con yêu cầu ba phải tôn trọng, phải nói chuyện lịch sự với con. Cái gì? Bữa nay anh ăn răng hầm hả? Anh nói cái gì? Mày nói vừa nói cái gì đó hả? Mày điên hả? Anh nói lại cho tôi nghe coi. Con xin lỗi ba. Xin lỗi vợ. Cậu ba, tôi nhờ cái gãi giùm cái chỗ lưng này nè, nó ngứa quá mà anh gãi không có tới. Cậu ba gãi giùm anh đi. Đây nè. Ừ đúng rồi. Xíu qua anh đây. Đó đúng rồi đó. Ừ lên chút xíu. Đó, ừ đúng rồi, ngay đó. Công nhận cậu ba gãi rồi. Dạ thưa ba mới về. Ủa ba. Ừ? Ba mới mua đổi bộ con mới hả? Bị chú Phúc chú mở cái cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao. Đồ chơi golf của ba nó cũ rồi thì thôi, ba sắm bộ mới luôn. Đẹp quá ba. Dạ ông mới về. Ngọc con coi bộ này 60 triệu. Dạ. Nhưng mà là tại vì ngày khai trương coi như giảm 30%, con tính ra xong rồi đem gửi cho chú Phúc nghe chưa? Dạ để con tính liền. Giảm 30% là 0.3, vậy lấy 60 nhân cho 0.3 là thành 18 triệu. Vậy là 60 trừ cho 18 bằng. Ok. Cô Thư hả? Cô chuyển cho ông Phúc 58.200.000 giùm tôi nha. Chú ơi. Hả? Hình như chú tính sai rồi đó. Con nói gì vậy? Trừ 18 triệu mà chú trừ có 1.800.000 thì phải. Là chú bỏ bớt một số 0 rồi đó. Đó. Nè, cô cứ chuyển cho ông Phúc 58.200.000 cho tôi nha. Cái gì? Cái gì mà 58.200.000? Nãy mà nói sao 60 triệu giảm 30%, tính ra đi. Đợi tôi chút nha, cái gì tôi gọi là sao? Dạ ba. Ừ? Con tính bằng máy tính rõ ràng ra như vậy mà. Mày tính cái kiểu gì vậy? Nè, ba không tin, ba coi đi, máy tính nó tính ra vậy đó. Chú ơi, con thấy cái này tính cũng đơn giản mà. Lấy 0.7 nhân với 60 triệu là ra 0.7 nhân 60 là 42 đó chú. Tổng cộng là 42 triệu. Nó đơn giản nhưng mà tính cũng không được. 60 triệu mày trừ đi 30% là trừ đi 18 triệu. 60 trừ 18 còn 42 triệu. Sao kỳ vậy ta, máy tính nó ra vậy mà ta. Trời ơi, nó còn ngồi tính cái gì nữa. Riết mày ngu si đần độ, mày còn thua cái cô giúp việc nữa.
Dũng ơi là Dũng. Chú ơi, chú lấy cái chân cho con lao. Ba ơi, ba, ba ơi, ba. Cái gì vậy ông? Sao vô không gõ cửa làm hết hồn à? Dạ, con xin lỗi ba, tại có chuyện gấp quá cho nên con chưa kịp gõ cửa. Thù gì đó? Dạ, đây là cà rốt loại 1 ở Đà Lạt mới giao xuống. Dạ. Con đem qua cho ba kiểm tra, nếu mà được thì chút con đóng dấu rồi nhận hàng luôn. Qua đây. Này cà rốt Đà Lạt phải không? Dạ. Vô đi. Dạ con chào ông. Chào. Ủa sao con tới đây? Dạ chú đã quên con dấu nên con đem tới cho chú. Trời ơi thôi giám đốc rồi có con dấu mà cũng để lung tung hết. Dạ thôi xin phép ông thôi chú con về. Cái này là Đà Lạt loại 1 đó hả? Cà rốt này đó hả? Dạ đúng rồi đó ba. Chắc không? Dạ chắc. Cà rốt loại 1 mà ngon lắm. Ồ ông ơi, hình như cái loại này không phải cà rốt Đà Lạt đâu ông. Hả? Dạ tại hồi trước con cũng ở gần Đà Lạt á, cho nên con cũng hiểu rõ một chút rau củ trên này. Đà Lạt loại 1 nó sẽ có màu sáng hơn không? Với lại cái phần thân của nó sẽ sần sùi và có rễ nữa. Mà con thấy cái loại này hình như nó hơi nhẵn vỏ. Đúng rồi. Cái này không phải cà rốt Đà Lạt đâu ông. Vậy cà à? Rốt Đà Lạt nó sẽ giòn hơn và ngọt hơn. Mà cái này thì nó không bằng. Thiệt không con? Dạ, thiệt. Đúng mà. Tôi nói cho cậu biết á, bây giờ là nhiều nó buôn gian bán lận lắm, cho nên phải kiểm tra kỹ mới được nhập về nghe không? Con thấy ngọt mà ba. Nhai là thấy ngọt hả? Sao không nuốt trỏng đi? Trời ơi, nó nuốt thiệt luôn kìa. Đường đường là một phó giám đốc một cái công ty thực phẩm mà không bằng cái con giúp việc á. Đi kiểm tra rồi quay lại đây liền. Dạ thôi con sẽ phép ông, xin phép chú con về. Cái gì vậy nè, sao mà nó lộn xộn vậy hả bà ơi? Cái giá bán sao hôm nay bà lại tính mấy cái này nữa? Bà để con tính cho, mấy cái này con làm được mà. Mày đánh tôi coi, mày đánh ra, đánh ra, đánh ra. Tâm ý, vô nhờ một cái. Dạ. Sao ngồi lật giá vậy? Xôn khổ lắm, đừng hỏi ngoài. Nảy lên, nảy lên. Đánh ra, đánh ra, đánh ra. Bây giờ vậy nha. Mày đi ra ngoài kia. Vô đây con. Dạ, ông gọi nếu con. Không làm gì cái gì á, thì con tính giùm ông cái này nha. Tao rắc rối lắm đó. Dạ, con tính hả ông? Ừ. Để con tính cho ba, cái này con tính được mà. Ông thấy là con tính toán giỏi cho nên giúp ông làm liền cái này cho ông. Nhưng mà con đang nấu cháo không, con không có bỏ đi được. Cháo lúc nào nấu chả được. Bữa nay không có thằng Sĩ nó ở nhà cho nên ông mới nhờ con. Dạ, tại vì nấu cháo rất là dễ bị khét, cho nên con phải đứng khuấy liên tục. Hay là ông để con nấu cháo xong rồi con vô con tính cho ông nha. Đây, đây, mày đi khuấy cháo. Còn con, mọi người. Ủa, con phải khuấy cháo hả ba? Không lẽ tao. Vậy còn bản báo giá này? Đi ra khuấy cháo. Dạ. Tính đi con. Số liệu này nha, tới đây nè, nó hơi rắc rối. Dạ. Ừ. Thầy kể nó đi. Đây đây. Dạ. Con so sánh đi. Sao con lật giá vậy? Bất đắc dĩ lắm con phải làm thôi. Ủa? Rồi bà đứng đâu khoai cháo? Bất đắc dĩ bà mới phải làm thôi. Dạ ba ơi, khoai cháo xong chưa? Con. Dạ. Cái này là coi như là tổng kết là nó ra cái số tiền này phải không con? Dạ đúng rồi ông. Giỏi quá. Sao đứng ngay người ra vậy? Dạ con nấu cháo xong rồi ba. Vậy đi ngủ đi. Con ơi. Dạ. Con đã trừ những cái khoản mà ông đánh dấu ra chưa? Dạ con trừ xong rồi ông. Vậy hả? Dạ. Đúng là kiệt xuất mà.
Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Chưa buồn ngủ nữa hả? Mày đi khỏi cháu, còn con hưởng đây. Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Mày đi khỏi cháu, còn con hưởng đây. Phải chi cái thằng Ngọc nhà này mà nó được phân nửa như con là cái nhà này tốt biết mấy. Tốt biết mấy, tốt biết mấy. Phải nói là từ khi có con là phó giám đốc, công ty là phát triển vượt bậc. Ông quá lời rồi. Tất cả là được sự tin tưởng của giám đốc giao cho con thôi ạ. Ôi, đừng có khiêm tốn mà. Nè, trước đây cái thằng phó giám đốc nó ngờ ngạch, nó làm cho công ty cứ rối lên. Giờ có con rồi, ông không có sợ cái gì nữa hết. Ông quá khen rồi, con cảm ơn ông. Dạ, ba. Con đem cơm tới cho ba nè. Nay ăn gì? Dạ, con có nấu canh chua với thịt kho hột vịt. Toàn là mấy món ba thích không á. Dạ. Phó giám đốc, ăn chung với ông luôn nha. Dạ, tại con lỡ đặt một cái nhà hàng Nhật Bản sang trọng để mời giám đốc hôm nay rồi. Ồ vậy à? Mình quỷ cũng được mà. Vậy để con quỷ. À thôi khỏi đi. Nè khỏi, quỷ làm gì, tới đó mình ăn luôn. Dạ. Ba ơi, nhưng mà công sức con nấu từ sáng giờ, ba ráng ăn miếng cho con vui. Thôi đem về nhà ăn đi nha. Thôi, mình đi. Dạ. À, mà chú ơi, thiệt sự là xin lỗi chú nha, cựu phó giám đốc. À, không, không có gì đâu. Cái nhà hàng đó đâu vậy? Sẵn chú tới đây rồi đi chung luôn nữa ha. Nhưng mà tiếc quá à, con đặt có hai chỗ thôi. Phó giám đốc ơi, lẹ lên. Dạ. Chú, con gửi tiền chú đi xe về nha. Chào chú. Ông, bỏ vô điểm lớn xíu cho tôi. Dạ. Mỗi năm, cứ đến khoảng thời gian này, lòng tôi lại nhớ về một người phụ nữ. Mùa thu 5 năm trước, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi như một ảo ảnh, rồi trong giây lát vụt biến mất. Đi xe giống như người ta tiếc nối mùa thu ngắn ngủi, tôi cũng luôn nhớ về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Michelle. Chính chiếc áo khoác này đã giúp tôi và Michelle gặp nhau. Kỷ niệm với cô ấy vẫn lưu lại trong chính chiếc áo này. Mọi chuyện như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Trời đất ơi! Trong phòng nóng muốn chết mà anh mặc áo gì ghê vậy? Anh định đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Bây giờ là mùa thu rồi, cho nên anh muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút mà. Anh đi nha. Vì đã mùa thu đi ngắm cảnh, làm như lãng mạn vậy lắm. Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến nơi mà tôi và người phụ nữ đã gặp nhau lần đầu tiên. Mùa thu này, không biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì.
xíu. Je m'appelle Michel. Cô nói cô tên là Michel à? À, tôi tên Minh Ngọc. Minh Nhóc? No no no, không phải Minh Nhóc mà là Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Ok ok, đúng rồi. Le prénom Minon est si joli comme une rubis en plein automne. Cái tên Michel thật là đẹp, rất hợp với mùa thu này. Không biết bây giờ cô có đang nghĩ đến tôi không? Chú Julian. Sao con? Con tự đi về một mình được mà. Trời ơi, đâu có sao đâu. Tại vì sẵn đây là mọi người đi dạo luôn mà. Ừ. Đúng rồi đó, hồi nãy ăn nhiều quá, bây giờ đi cho nó tiêu bớt. Với lại á, không khí hôm nay cũng mát mẻ nữa, đi dạo về ngủ ngon hơn. Ừ. Dạ. Nè, mày có thấy không? Hết cái con đường ngô viên này á là tới nhà con rồi. Dạ. Ừ. Không mùi gì khác chứ chà. Ừ. Cái anh kia tự nhiên đốt rác vậy ta? Ừ. Ê, Tâm Anh. Tâm Anh. Julia. Ồ, anh Ngọc. Ồ, sao hai chú cháu đi chung vậy? Dạ, con mới qua nhà của chú Julia ăn tiệc thịt nướng, cho nên bây giờ mọi người đưa con về luôn. À, thì ra là vậy. Dạ, à, chào anh. Em là Quốc, ở chung nhà với Julia hả? À, dạ. Còn em là Mai, cũng ở chung nhà với Julia luôn. Ờ, nhìn chào hai đứa. Đẹp trai quá ha. Ủa, anh già đẹp trai gì? Cần có vậy không? Sức nè. Thôi mình đi chứ Julian. Đi. Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Julian. Dạ. Em mới vừa nói câu gì đó? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Dạ. Cái câu mới vừa nói tất thì luôn. Nghĩa nó là cái gì? Mauvaise haleine hả? Đúng rồi, nghĩa nó là cái gì? Dạ, bằng tiếng Việt có nghĩa là hôi miệng á. Dạ. Hôi miệng. Dạ, có nghĩa là miệng mình quá hôi, mùi nó bốc ra từ miệng mình á. Ừ. Vậy còn cái câu odeur d'ail nghĩa là gì? Odeur d'ail á. À đúng rồi, có phải là chào tạm biệt không? Dạ không. Vậy chắc chắn là hẹn gặp lại rồi đúng không? Dạ không phải anh. Odeur d'ail á là có nghĩa là mùi tỏi anh. Mùi tỏi. Dạ, có nghĩa là cái miệng mình hôi mùi tỏi quá anh. Trời ơi! Trời ơi! Ai đốt lửa đây chứ vậy? Thưa nhà anh đi làm. Sĩ qua đây ăn nè em. Dạ em không ăn đâu. Lan ơi! Nhà này nhà trọ của con hả? Phải rồi đó, qua đây ăn miếng đi rồi đi. Ừ, tôi nghe. Sao? Nè, Tâm Ý, lấy cho cô cái chén rửa đũa đi. Dạ. Nè, ăn xong một chén đi rồi hãy đi. Em nói là em không ăn rồi mà. À mà chị. Ừ? Tối mai chị rảnh không? Có chuyện gì hả? Buổi tới bệnh viện có buổi tiệc từ thiện cho bệnh nhi ung thư. Cần người đi cùng, chị đi với em nha. À. Ờ được á. Nếu mà chị của em đi thì anh đi chung với chị em nữa nha. Nè, nếu như mà đi ăn tiệc thôi, chị đi với em làm gì? Em cũng không biết nữa, tại bệnh viện cần người đi cùng. Chị đi với em coi như đi ăn tiệc cũng được. Không mời anh thiệt hả? Nếu không mời anh không cho mượn vợ anh đâu á nha. Thôi chị đi với em có kỳ cục không? Thì coi như là lâu lâu chị đi ăn tiệc với em. Anh đã nói rồi á, anh không có cho mượn vợ anh đâu rồi nha. Cái em anh đi. Anh này, em đang nói chuyện với anh Sĩ mà nãy giờ cứ xen vô hoài à. Là vợ không có dù gì hết. Ba ăn cái này đi ba. Tự nhiên á, chị đi với em á, chị thấy kỳ kỳ. Có gì đâu kỳ kỳ. Giống như thằng Luân bạn em vậy đó. Nó đâu có người dẫn đi đâu. Nó dẫn bà nội theo đó. Mà thôi đi, tối mai chị lỡ hẹn bạn tới nhà chơi rồi, hay là em rủ người khác được không? Em có ai đâu mà rủ. Ờ ha, Tâm Ý kìa. Qua đây con. Nè, không phải tối mai em đi với Tâm Ý đi, nó rảnh mà. Ờ, đúng đó. Tâm Ý, tối mai con có rảnh không? Dạ con. Yên tâm đi, công việc ở nhà để cô lo cho. Nhưng mà chỗ đó sang trọng lắm, không có hợp với chị đâu. Thôi, quyết định vậy đi. Tối mai còn đi với chú Nghi chưa?
Đi nha, chú đi làm cái. Yên tâm đi chơi đi. Anh sao vậy? Còn đau hả? Một lát nữa đi làm về á, qua bệnh viện khám thử nha. Anh biết rồi. Ôi, sao mày khờ quá vậy? Mày chưa kiểm tra mày đã ký rồi à? Tại con tưởng ba thỏa thuận giá cả xong rồi. Với lại ba cũng nói là con chỉ cần tới đó ký xong rồi đi về, cho nên... Trời ơi, nếu mà chỉ cần ký thì tao kêu phó giám đi theo làm cái gì? Tao chỉ cần kêu một cái người nào đó biết ký là được rồi. Khờ quá vậy con, hả? Khờ quá vậy? Mày biết thiệt hại bao nhiêu không? Con xin lỗi ba. Xin lỗi hả? Xin lỗi thì bây giờ được cái gì? Tao dồn cái mặt là tao chịu không nổi rồi. Ủa em, anh Ngọc anh nó kêu anh tới á, anh còn ở trọng lâu vậy? Theo như em quan sát bữa giờ là ổng sắp bị đuổi rồi đó. Ủa vậy hả? Ra ngoài, đi ra ngoài. Dạ. Có sao không anh? Ủa, cậu tới rồi hả? Dạ, anh tới, em đang đậu xe trước anh. Đi à. Không, cậu quản lý xe kiểu gì vậy hả? Xe bụi không à? Cậu lao xe bên ngoài, không có lao bên trong đúng không? Em có làm mà anh. Nè, nhìn đi, bụi không đây nè. Xe chở giám đốc với phó giám đốc mà dơ như xe heo vậy đó, làm việc kiểu đó nè hả? Dạ em xin lỗi. Tuy là việc nhỏ thôi, nhưng mỗi ngày một chút tôi cũng có thể đánh giá thái độ làm việc của cậu đó. Không phải bây giờ mọi chuyện phải nhắc từng chút mới được hả? Dạ biết rồi, em xin lỗi. Lúc lái xe cũng vậy, cậu không thể nào làm cho người ta quên cảm giác là đang ngồi trong xe hay sao? Nhiệm vụ của tài xế là cái gì? Là làm cho người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái nhất. Chuyện như vậy mà cậu cũng để tôi nhắc cậu từng chút một nữa hả? Làm tài xế kiểu gì kỳ vậy hả? Cậu tưởng ai biết lái xe cũng có thể làm tài xế được hết hay sao? Dễ quá ha. Xin lỗi. Nè, sao quẹo mà không mở xi nhan? Tại tôi thấy sao không có xe tôi quẹo thôi. Không có xe rồi không mở xi nhan hả? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Chưa kể nha, nếu bị công an bắt, ai chịu trách nhiệm? Cậu chịu trách nhiệm nổi không? Làm sao chịu nổi, đúng không? Rồi lái xe mày cầm làm quay. Cậu làm gì vậy hả? Tôi nói xuống xe. Cậu làm gì vậy? Tại sao thời gian qua cứ làm khó tôi hoài vậy? Ở nhà mà đốn gì rồi, ra đây bị anh chèn ép đó là sao? Cậu bị điên hả? Điên đó rồi sao? Bước xuống xe giải quyết một lời coi xong. Không, bình tĩnh không? Có gì nói chuyện sao? Xuống xe! Xuống xe đi, anh ngồi chỗ đó làm gì nữa? Muốn nói gì nữa, nói lẹ đi. Tôi muốn nói chuyện với anh mà, cứ tôi nói chuyện với anh. Xuống xe! Thôi, tôi không muốn xuống xe đâu. Cậu muốn nói gì nói đi. Tôi nói anh nghe chưa? Cái gì nó có giới hạn của nó thôi nghe chưa? Anh xuống xe đây, tôi đập cho anh một trận rồi tôi nghỉ làm luôn. Bước xuống! Hùng ơi, bình tĩnh là Hùng ơi. Có chuyện gì mình có thể ngồi lại thương thảo với nhau mà không? Xuống xe!